Với tài chính nhô 900 triệu một chút mà quý vị đang băn khoăn không biết mua một chiếc SUV 7 chỗ nào cho hợp lý, thì đây em Trường sẽ lên sóng một chiếc xe SUV 7 chỗ của nhà sản xuất Toyota, đó là Toyota Fortuner với bản số tự động một cầu, để gửi tới quý vị tham khảo với tầm tiền ngoài 900 triệu quý vị nhé. Với năm sản xuất 2020, xe lăn bánh 1 vạn km, mang biển số thành phố với sơn zin còn gần như cả xe, thì đây là một sự lựa chọn vô cùng tốt mà vô cùng tuyệt vời cho quý vị và các bạn với tầm tiền như vậy quý vị nhé. Mọi góc cạnh của chiếc xe này thì cam kết với quý vị và khách hàng là nguyên zin theo nhà sản xuất và còn rất rất là mới quý vị nhé, chứ không phải là nguyên zin mà còn không mới, mà chiếc xe này là còn vô cùng mới, vô cùng xuất sắc với km đã chạy 1 vạn km. Từ lốp hay là răng hay những góc cạnh của chiếc xe, quý vị hãy quan sát để đánh giá trải nghiệm trên video quý vị nhé. Và trước khi qua bên em lái thử thực tế chiếc xe với màu nội thất là màu nâu, thì chiếc xe rất là lịch sự mà rất là sang trọng quý vị nha. Với nhà sản xuất Toyota thì đây là một chiếc xe được mệnh danh là một trong những chiếc xe rất là hiện đại và rất là hầm hố của nhà sản xuất Toyota quý vị nha, và rất là lựa chọn rất là tốt cho mọi người khi chúng ta phục vụ công việc và phục vụ gia đình quý vị nha. Đó, những góc cạnh của chiếc xe rất là xuất sắc mà còn rất là mới quý vị nhé. Cho đến lốp, 4 quả lốp thì dày bịch, la răng là chưa hề có xước sát. Phía hông sâu của chiếc xe đấy ạ, rất là đẹp quý vị nhé, to, cao, đẹp và là hiện đại quý vị nhé. Đó, rộng rãi hiện đại. Với nhà sản xuất Toyota thì là rất là bền bỉ với thương hiệu từ xưa đến bây giờ quý vị nhé. Mọi góc cạnh của chiếc xe còn rất là mới, cho đến từ gầm xe hay lốp sơ cua thì chưa hạ quý vị nhé. Gầm xe thì còn mới tinh. Đó, cho đến từ phần ghế lái của chiếc xe hay ghế phụ bên lái này ạ. Đó, quý vị hãy quan sát qua một chút để chúng ta có cái nhìn và cái đánh giá tổng quan về chiếc xe trước khi qua bên Trường lái thử và trải nghiệm chiếc xe này quý vị nhé. Một chiếc xe rất là đáng để quý vị và các bạn quan tâm và cân đối cân nhắc với tầm tiền ngoài 900 triệu quý vị nha. Và đó là chi tiết về chiếc xe Fortuner năm sản xuất 2020, số tự động một cầu, máy xăng, lăn bánh 1 vạn km, mang biển số thành phố, đang chào bán bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội quý vị nha. Mọi thắc mắc thì quý vị hãy gọi cho em Trường để em Trường được hỗ trợ tư vấn và giải đáp cho quý vị và các bạn nhé. Hãy gọi cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với em Trường, hoặc để lại phần comment bên dưới để Trường sẽ trả lời chi tiết về chiếc xe quý vị nhé.